Top 10 chuyện tình lãng mạn cảm động vượt thời gian. Này, bạn có thấy mấy câu chuyện tình lãng mạn mà người ta hay kể trên mạng lúc nào cũng khiến mình rung rinh không? Ừ thì, nghe sến đấy, nhưng mà dễ thương ghê. Có những câu chuyện sến đến độ bạn chỉ nghe thôi là đã thấy tim đập loạn, kiểu như chuyện thư tay thời còn chưa có internet, hay tình yêu vượt khoảng cách hàng ngàn cây số. Những câu chuyện này có thật, và dù bạn không phải là người dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tin vào định mệnh, chắc chắn bạn sẽ không tránh khỏi chút ngạc nhiên, xúc động và rồi mỉm cười khi nghĩ đến. Có những người đã chờ đợi tình yêu hàng năm trời, chỉ với lời hứa hẹn đơn sơ. Có những người viết thư tay từ lục địa này qua lục địa khác. Thật đấy, những khoảnh khắc sến súa và kỷ niệm ngọt ngào luôn tồn tại trong mỗi câu chuyện như vậy, và chúng luôn có sức mạnh riêng khiến ta thích thú mà không thể nói nên lời. Bạn có muốn nghe không? 1. Câu chuyện về tình yêu qua thư tay của hai người bạn thân cách nhau nửa dòng trái đất. Bạn đã từng nghe về chuyện tình qua thư tay chưa? Chuyện sến như phim cổ điển này hóa ra có thật, thậm chí vẫn xảy ra trong thế giới hiện đại. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Sarah, một cô gái người Mỹ, và Tomoko, một chàng trai Nhật Bản. Họ gặp nhau ở một trại hè quốc tế năm 17 tuổi, và sau một mùa hè tuyệt vời ấy, mỗi người trở về quê nhà. Thế nhưng, họ không muốn mất liên lạc, thế là quyết định viết thư tay cho nhau. Dù ngày nay có vô số phương tiện liên lạc nhanh chóng, họ vẫn chọn thư tay như một cách để bày tỏ cảm xúc. Mỗi lá thư qua hàng ngàn cây số ấy chứa đựng niềm vui, nỗi buồn, cả những ước mơ và cả chút nhung nhớ thầm kín. Mỗi lần nhận thư, Sarah và Tomoko lại cảm thấy như có một phần của mình vượt đại dương để gặp gỡ người kia. Qua từng lá thư, họ càng hiểu nhau hơn và nhận ra rằng tình cảm mình dành cho người kia không chỉ là bạn bè đơn thuần. Cuối cùng, sau hơn 7 năm viết thư, Sarah quyết định đi Nhật gặp Tomoko, và họ chính thức trở thành một cặp đôi lãng mạn từ giây phút gặp gỡ ấy. Câu chuyện của họ cho thấy rằng, đôi khi, chỉ với những dòng chữ trên giấy, ta cũng có thể kết nối và yêu một ai đó thật sâu sắc. Những lá thư giấy không chỉ là phương tiện, mà là nhịp cầu gắn kết hai trái tim, vượt qua rào cản không gian và thời gian. 2. Chuyện tình trong thư viện của chàng trai nhút nhát và cô gái lạc quan. Nếu bạn là người thường xuyên đến thư viện, chắc chắn bạn sẽ hiểu được cảm giác khi nhìn thấy ai đó thân quen lặp đi lặp lại. Trong một thư viện nhỏ ở một thành phố tại Pháp, có cặp đôi như vậy, Antoine, một chàng trai nhút nhát và kín đáo, và Chloe, một cô gái năng động, lạc quan. Antoine thường đến thư viện để đọc sách và ôn bài, và anh thường ngồi ở một góc yên tĩnh. Còn Chloe, cô ấy yêu thích sách và có niềm đam mê nghiên cứu văn học. Antoine đã để ý đến Chloe từ lâu nhưng chưa bao giờ dám bắt chuyện. Dù vậy, một ngày nọ, khi Chloe tình cờ ngồi gần anh, Antoine đã đánh liều viết một mảnh giấy nhỏ và để vào cuốn sách mà anh biết Chloe thường đọc. Trên đó chỉ có vài dòng ngắn gọn, nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn tìm sách. Đáp lại, Chloe mỉm cười và viết lại một dòng khác. Kể từ đó, mỗi ngày họ bắt đầu trao đổi những mảnh giấy nhỏ với các gợi ý về sách, bài thơ và cả vài dòng cảm nghĩ cá nhân. Càng nói chuyện, họ càng hiểu nhau và phát hiện nhiều sở thích chung. Cuối cùng, Antoine thu hết can đảm tỏ tình qua một mảnh giấy có nội dung giản dị nhưng chân thành, và Chloe chấp nhận lời tỏ tình ấy. Họ chính thức bắt đầu một tình yêu từ thư viện, một tình yêu bắt đầu từ những cuộc trò chuyện qua các mảnh giấy và không bao giờ quên câu chuyện sến súa ngọt ngào của mình. 3. Chuyện tình mùa đông của đôi bạn cũ tái ngộ. Chuyện tái ngộ tình cũ thường là một chủ đề rất sến nhưng không hề hiếm. Một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất là chuyện tình của Mary và Alex, hai người bạn thân từ thời thơ ấu. Họ lớn lên cùng nhau ở một thị trấn nhỏ, cùng chơi đùa, học hành và gắn bó như hình với bóng. Nhưng khi trưởng thành, cả hai phải tạm biệt quê hương để đến thành phố khác xây dựng sự nghiệp và dần dần mất liên lạc. Một ngày nọ, trong một đêm đông lạnh giá khi cả hai đều trở về thăm gia đình, họ tình cờ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Mary và Alex ngồi trò chuyện, hồi tưởng về những kỷ niệm thời thơ ấu, những trò nghịch ngợm ngốc nghếch mà cả hai từng làm. Những câu chuyện tưởng như cũ kỹ lại khiến họ cười nghiêng ngả và cảm thấy ấm áp, như thể không có năm tháng nào trôi qua. Sau cuộc gặp đó, Alex nhận ra mình vẫn còn tình cảm sâu sắc với Mary. Khi ra ngoài, dưới tuyết rơi lãng mạn, anh bỗng lấy hết can đảm nắm tay cô và nói lời tỏ tình đã giữ trong lòng bấy lâu. Họ đứng dưới cây thông Noel giữa mùa đông, lặng lẽ cảm nhận tình cảm đã lâu vẫn còn vẹn nguyên. Cả hai bắt đầu một hành trình mới từ cuộc gặp gỡ ấy, với một tình yêu mang theo hơi ấm mùa đông năm đó. 4. Câu chuyện về tình yêu qua những bài hát tự sáng tác.
bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về một chàng trai giết nhạc để tỏ tình chưa? Có một câu chuyện cực kỳ cảm động của Jamie Lawson và cô gái anh ấy yêu. Jamie vốn là một nhạc sĩ trẻ đầy đam mê, nhưng lại nhút nhát trong việc bày tỏ tình cảm. Mỗi lần gặp cô gái ấy, anh lại bị cuốn hút bởi nụ cười và sự dịu dàng của cô, nhưng chưa từng dám ngỏ lời. Thế là Jamie quyết định viết những bài hát với ca từ là lời nhắn nhủ tình cảm của mình. Anh gửi gắm từng tâm tư trong từng nốt nhạc để cô gái cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc mà anh dành cho cô. Những bài hát này không chỉ là giai điệu lãng mạn mà còn là tâm tư chân thành mà anh muốn cô thấu hiểu. Và cuối cùng, khi cô nghe đến bài hát WASNTXX Tinh Giác, một bài mà Jamie viết về chính câu chuyện của họ, cô nhận ra rằng mỗi lời ca đều như đang nói về cô và anh. Chính những lời nhạc chân thật và đầy xúc cảm ấy đã trở thành lời tỏ tình đặc biệt của Jamie. Sau đó, cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Câu chuyện này trở thành một minh chứng tuyệt vời rằng khi lời nói không đủ, âm nhạc có thể là một nhịp cầu nối trái tim, đem lại một cái kết ngọt ngào không kém gì những bộ phim lãng mạn. 5. Mối tình từ tin nhắn gửi nhầm của cô gái hướng nội và chàng trai nổi tiếng. Tin nhắn gửi nhầm có thể dẫn đến tình yêu được không? Câu chuyện sến và đầy bất ngờ này đã thực sự xảy ra với Jenny và Kevin, một cô gái hướng nội và chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội. Jenny vô tình gửi nhầm một tin nhắn hài hước cho một số lạ mà cô nghĩ là bạn mình, nhưng hóa ra đó lại là số của Kevin, một người có hàng trăm nghìn người theo dõi. Thay vì lờ đi, Kevin trả lời lại với sự hóm hỉnh và họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Jenny cảm thấy rất thoải mái vì Kevin luôn khiến cô cười và không cảm thấy lạc lõng khi chia sẻ những câu chuyện của mình. Từ đó, họ nhắn tin thường xuyên hơn và mỗi tin nhắn đều là một cơ hội để hiểu nhau hơn. Kevin cảm nhận được sự trong sáng, chân thật của Jenny, điều mà anh hiếm khi thấy trong thế giới nổi tiếng của mình. Cuối cùng, Kevin quyết định chủ động gặp Jenny ngoài đời thật để chứng minh tình cảm mà cả hai đã trao đổi qua hàng trăm tin nhắn kia. Họ gặp nhau và phát hiện rằng mình thực sự hợp nhau ngoài đời thực. Kết quả là họ trở thành một cặp đôi đáng yêu và được yêu mến bởi tất cả người hâm mộ của Kevin. Đây là một ví dụ sống động rằng đôi khi một tin nhắn gửi nhầm lại có thể là định mệnh đưa hai con người đến với nhau. 6. Chuyện tình từ chuyến du lịch ngắn ngày của đôi bạn đồng nghiệp. Một chuyến du lịch công ty có thể là dịp để mở ra những kết nối bất ngờ. Đó chính là câu chuyện của Jack và Emily, hai đồng nghiệp làm việc tại một công ty công nghệ ở California. Trước chuyến đi, Jack và Emily chưa từng nói chuyện nhiều ngoài những lần chào hỏi xã giao. Nhưng khi công ty tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày ở Miami, họ tình cờ được xếp chung phòng với nhau vì các đồng nghiệp khác đã ghép đôi hết. Ban đầu, cả hai đều thấy bối rối vì không quá quen thuộc với nhau, nhưng dần dần, sự tự nhiên và tính cách hài hước của Jack khiến Emily thoải mái. Họ trò chuyện về sở thích, gia đình và cả những ước mơ thầm kín. Dưới bầu trời sao bên bãi biển Miami, Jack và Emily cùng nhau khám phá những sở thích chung và nhận ra rằng cả hai đều thích mạo hiểm, đam mê công nghệ và có cùng quan điểm sống. Chuyến du lịch kết thúc nhưng hai người lại cảm thấy không muốn rời xa nhau. Khi trở về, Jack đã chủ động rủ Emily đi dạo và tiếp tục mối quan hệ một cách nghiêm túc. Chuyến đi ngắn ngày ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai và biến họ thành một cặp đôi không thể tách rời. Câu chuyện này chứng minh rằng một chuyến đi ngắn ngủi cũng có thể tạo ra những kỷ niệm sâu sắc và là khởi đầu cho một tình yêu đẹp. 7. Chuyện tình của đôi bạn thời cấp 3, tái hợp sau nhiều năm. Có những tình bạn thời học sinh để lại dấu ấn mãi không phai, nhưng phải đến nhiều năm sau khi tái ngộ mới trở thành tình yêu. Đó là trường hợp của Lily và Paul, đôi bạn thân từ thời trung học ở Canada. Ngày ấy, Lily và Paul là một cặp đôi oan gia đúng nghĩa, cãi nhau liên tục, nhưng đồng thời lại không thể rời xa nhau. Họ cùng học, cùng chơi và cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy kỷ niệm. Thế nhưng khi tốt nghiệp, mỗi người đi theo con đường riêng, Lily vào đại học ở Vancouver, còn Paul sang Mỹ để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ. Sau nhiều năm không gặp nhau, mỗi người đều nghĩ người kia đã quên đi tình bạn cũ. Cho đến một ngày, Lily nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp, và chính tại buổi họp lớp ấy, họ gặp lại nhau. Gặp lại bạn cũ sau bao năm, cả Lily và Paul đều bồi hồi, nhớ lại từng kỷ niệm vui buồn của thời cấp 3. Paul nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho Lily vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Sau buổi họp lớp, Paul đã ngỏ lời mời Lily cùng anh dạo một vòng quanh ngôi trường cũ, nơi từng là chứng nhân cho biết bao trò nghịch ngợm và cả những khoảnh khắc chân thành. Ngay dưới sân trường, Paul đã tỏ tình và cả hai đã cùng bắt đầu một hành trình mới đầy yêu thương.
câu chuyện của họ là minh chứng rằng tình cảm thời trẻ đôi khi chỉ ngủ quên và một ngày nào đó sẽ lại bừng sáng khi có cơ hội gặp gỡ. 8. Chuyện tình qua những bức vẽ của nghệ sĩ đường phố và cô gái lạ mặt. Chuyện tình qua những bức vẽ lạ lùng nhưng đầy duyên dáng này xảy ra tại một con phố nhỏ ở Ý. Paolo, một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng, hàng ngày đều bận rộn với bút vẽ và màu sắc để ghi lại những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống quanh anh. Một ngày nọ, anh tình cờ gặp Lisa, một cô gái có nụ cười ấm áp và mái tóc xoăn dài. Mỗi lần Lisa đi ngang, Paolo lại thấy mình không thể rời mắt khỏi cô, đến mức bắt đầu vẽ những bức tranh về cô một cách vô thức. Paolo tiếp tục vẽ những bức họa về Lisa mỗi khi cô xuất hiện, và dần dần, những bức tranh của anh trở thành những lời thầm thì tình cảm. Cô gái dường như nhận ra mình trong những bức tranh ấy và một ngày đã đến gần Paolo, cười và hỏi xem có phải anh vẽ cô không. Từ cuộc trò chuyện ngắn ấy, cả hai bắt đầu làm quen, chia sẻ những câu chuyện riêng tư, và dần dần, họ nhận ra rằng mình đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Câu chuyện của Paolo và Lisa là minh chứng rằng, qua nghệ thuật, người ta có thể tìm thấy những kết nối cảm xúc sâu sắc và xây dựng một tình yêu đầy lãng mạn mà không cần lời nói. 9. Mối tình của cặp đôi cao tuổi gặp lại nhau sau một đời người. Câu chuyện tình cảm động này diễn ra tại Mỹ, khi một đôi bạn thời trẻ gặp lại nhau sau hàng chục năm cách biệt. Năm ấy, Mary và John từng là người yêu thuở thanh xuân nhưng do hoàn cảnh, họ phải chia tay và mỗi người lập gia đình riêng. Sau bao năm tháng với những biến cố cuộc đời, cả hai đều trở thành ông bà và sống một mình khi con cái trưởng thành. Tình cờ, trong một buổi họp bạn bè cũ của thị trấn, Mary và John gặp lại nhau và nhận ra rằng họ vẫn còn tình cảm sâu sắc như những ngày đầu. Cả hai bắt đầu hẹn hò lại, cùng chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện đã qua. Họ thường dắt nhau đi dạo, nắm tay nhau dưới những hàng cây trong công viên như những đôi tình nhân trẻ tuổi. Mary và John quyết định sống cùng nhau, tận hưởng những năm tháng còn lại bên cạnh người mà họ chưa từng quên. Câu chuyện của họ khiến mọi người xúc động bởi nó chứng minh rằng tình yêu có thể bền bỉ và đẹp đẽ suốt đời, bất kể tuổi tác hay thời gian. 10. Câu chuyện về lời cầu hôn đầy bất ngờ ở nơi đông người. Một câu chuyện sến đầy bất ngờ là màn cầu hôn của David, một chàng trai người Anh, dành cho bạn gái tên Emily tại một buổi hòa nhạc đông người. David đã lên kế hoạch từ lâu để tạo nên một khoảnh khắc mà Emily sẽ không bao giờ quên. Anh đã sắp xếp với ban nhạc để mình có cơ hội xuất hiện trên sân khấu và nói lên những lời tỏ tình chân thành. Khi ban nhạc mời Emily lên sân khấu, cô hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy David quỳ gối, trao cô chiếc nhẫn đính hôn. Xung quanh, đám đông cổ vũ và reo hò, và giữa tiếng nhạc cùng ánh đèn rực rỡ, Emily đã gật đầu trong niềm vui và hạnh phúc. Câu chuyện của David và Emily đã khiến nhiều người xúc động và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đây là minh chứng cho thấy, dù ở nơi đông người, khoảnh khắc riêng tư của tình yêu có thể được chia sẻ, tạo nên những kỷ niệm đẹp và làm cả cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa hơn. Bài học từ những câu chuyện tình lãng mạn. Từ những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và có phần sến súa trên, chúng ta nhận ra rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là hành trình dài để hiểu và gắn kết với nhau. Mỗi câu chuyện đều mang đến một bài học khác nhau, tình yêu có thể đến từ những khoảnh khắc tình cờ, từ nghệ thuật, hay từ sự gắn kết qua thời gian và khoảng cách địa lý. Đôi khi, tình yêu cũng xuất hiện muộn màng, ở tuổi già, khi chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Các câu chuyện trên giúp ta hiểu rằng tình yêu thật sự luôn tồn tại đâu đó, chỉ chờ ta nhận ra và trân trọng. Đừng ngại ngần thể hiện tình cảm hay sợ rằng sự lãng mạn là sến, bởi chính những khoảnh khắc ấy sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Tình yêu có thể sến, nhưng nó luôn đẹp và đó là điều khiến cuộc sống thêm phần đáng giá.